ngon trùng điệp. Làm sao để tô màu không bị lem? Bạn hãy sử dụng bí quyết sau nhé. Đầu tiên, ta vẽ phác họa các đỉnh núi, đám mây, mặt trời lên giấy. Sau đó xé rời. Đặt phần vừa xé lên trên giấy vẽ, tô màu lên trên. Ta có thể xé giấy và tô thêm vài đỉnh núi khác. Sau đó, ta vẽ thêm mặt trời và các đám mây. Trang trí thêm hoa cỏ chim chóc cho đẹp nào. Bạn thấy bức tranh phong cảnh này như thế nào?